ấy đã là giáo viên à, hoặc là đã là giáo viên này, đã là giáo viên đấy, ngạc nhiên mình không biết à, anh ấy đã là giám đốc ở công ty lớn đấy chẳng hạn. Anh ấy là giám đốc công ty lớn này, hoặc là anh ấy là học sinh này, anh ấy là giáo viên này chẳng hạn. Đây là gì đây? Son son ni mi nè. Các bác chim thì cô đi với y y nè. À, anh ấy là gì đây? Là giáo viên đấy. Đó, son son ni mi nè. Còn bây giờ là áp dết hồi nãy, ví dụ như à hôm qua là sinh nhật của bạn Du Chin đúng không? Mình không hỏi thì mình mới nói à hôm qua đã là sinh nhật của bạn Su Chin này. Đó. Su Chin gì đây? Su Chin si sáng in y nè, hoặc là y ết nè, tại vì quá khứ mình chỉ y ết nè, nó sẽ hợp hơn nha. Hoặc là sinh nhật của mẹ đi, đây là sinh nhật của Su Chin này. Hỏi rồi, bây giờ không hỏi, bây giờ cảm thán à. Hôm qua ở che. Morning. Dặn mẹ chồng đi. Morning sáng xin. À, mẹ chồng dùng sáng xin. Sáng xin y ớt nè. Như cô nói, những cái đôi báo cáo này rất là gì đây, rất là dễ, nó có nghĩa các bạn cứ thêm vào biểu cảm, rất là nhiều biểu cảm giống như mình đấy, mình nói câu bình thường thì là bình thường chia vào đôi a vô, nhưng mà khi mình nói những câu biểu cảm như giống như tiếng Việt mình đây thì thay vào những câu biểu cảm tiếng Việt là nè, ngon quá mà xít nè, vâng vâng à, đẹp quá dẹp bư nè, hoặc là chạy sáng kia tà, hoặc là gì đó dễ thương quá kiếp tà kiếp nè. Biểu cảm là dễ thương quá, dễ thương lắm, dễ thương đấy, đó rất nhiều từ à, cho nên là gì đây, động từ tính từ muốn cảm thán chia về đuôi nè. Bây giờ cô voi ha, đó đó là một đuôi câu nè, giờ cảm thán nữa đó, chia về từng thì của nó, khi mình đứng trước cái sự vật sự việc nào mà mình cảm thán, nó cảm thấy là mình ôi quá đẹp, đẹp thế, đẹp lắm, đẹp đấy, nó cũng giống như tiếng Việt của mình. Đó là biểu cảm nè vô, thay vì những cô đuôi ai vô bình thường là những đuôi mình văn nói bình thường giống như tiếng Việt mình này, những nói đuôi nói bình thường thôi, đuôi câu bình thường, nhưng khi mình biểu cảm tiếng Việt mình ồ đẹp trai thế, đẹp trai quá, đẹp trai đấy, đẹp như thế nào đó, đó là hình thức cảm thán biểu cảm. Tiếng tiếng Hàn thì nó cũng thế à, nó chỉ có đôi biểu cảm như thế này thôi, lắm thế quá đấy, cho nên là có rất nhiều, như cô nói có rất nhiều các biểu cảm của tiếng Việt mình, nhưng nó chỉ có một đuôi biểu cảm nè dồn của Hàn Quốc thôi, cho nên là biểu cảm của mình thể hiện sự cảm thán trước một sự việc nào đó thì các bạn chỉ dùng đuôi nè đấy, thế lắm quá, hoặc là gì đó, tùy theo từng người, tùy theo biểu cảm của từng người và tùy theo văn nói của tiếng Việt mình nó khác nhau, thì cho dù là khác nhau thế nào nhưng mà biểu cảm tiếng Hàn chỉ có một, cái là nè thôi à. Cho nên là gì đây, khi các bạn nói cảm thán thì nhớ đến đuôi nè biểu cảm. Còn một đuôi cảm thán nữa, nhưng đuôi cảm thán này nó khác nhau ở điểm nào cái này rồi này, thì bây giờ mình tìm hiểu nốt rồi các cô cho các bạn luyện luôn nha. Bây giờ mình tìm hiểu nốt cái đôi câu nữa, cũng dạng đôi câu cảm thán, nó giống như này rồi, nhưng khi nào mà dùng đôi này rồi, khi nào mà dùng đôi cảm thán đó, nó có sự khác nhau. Thì ở đây mình có dạng đôi quần nhỏ rút gọn trong văn nói hoặc trong giao tiếp, người ta gọi là quần à. Cũng là một đôi cảm thán nữa, như cô nói à, khi mình học tiếng Hàn chỉ có hai đôi cảm thán mà, học để cảm thán chứ một sự việc nào đó, nói cho nó hay hay một chút câu văn. Nhớ biểu cảm nha, biểu cảm là phải dẻo, phải mềm à, phải điệu đà. Ở đây động từ tính từ nó cũng chia chung, động từ tính từ quá khứ và tương lai thì nó đi chung, nhưng mà hiện tại thì nó đi riêng, cho nên chỗ này nó gì đây, nó khác nhau ở hiện tại. Cô ghi cái nào đi chung thì cô ghi chung cho các bạn nha. Ở đây nó khác nhau, hồi nãy thì nó đi chung hết, nhưng mà chỗ này chỉ có hiện tại nó đi riêng thôi. Ở đây khoa cơ
Quá khứ của động từ tính từ ở thì khoa cơ thì nó đi chung, nó đi với up, dứt, quần nhộn. Đọc liếng lên nha. Khi những đuôi, những cái từ mà a, ơ, dơ, du, dơ gì đó, những cái nguyên âm mà a này, da này, chẳng hạn a thì không tính, thì nguyên âm như da này, dơ này, du này, vô này, khi đứng sau một phụ âm, đó là cách phát âm. Cách phát âm đây, tí là cuối cuối giờ cô là gì đây, cô giải thích lại cách phát âm số 6. Hôm trước cô chưa giải thích lại, nếu mà cuối giờ còn thời gian cô giải thích lại, hôm bữa sau cô giải thích nha. Đây là gì đây, cách phát âm những từ này này, những từ mà a này, da này, dơ này, du này, khi đứng sau một nguyên âm người ta sẽ không đọc là cùn dồ sau một nguyên âm, mà người ta sẽ luyến cái âm này lên luôn, tại vì nó cũng là gì đây, là gì đây, là kết thúc bằng phụ âm mà bắt đầu bằng nguyên âm, mình cũng đọc luyến lên. Nhưng mà mình để luyến như thế nào, mình luyến cái chữ này nó giống như chữ nhờ. Đối với a ơ này kia thì không sao, ví dụ mình liếng lên, ví dụ chỗ này là gì đây, chỗ ô thì no, hoặc là a thì na, mình liếng lên mình thành chữ na, nhưng nó không phải là a ơ mà nó là da dơ và du vô đấy, giữ nguyên âm da dơ du vô đây, không vân vân, khi nó đứng sau một phụ âm các bạn đọc luyến cái phụ âm đó lên, nhưng luyến theo cái giọng điệu nó giống như là chữ nhờ luôn, nhờ ô nhô cùn nhồ à, như chữ nhờ đây này. Và còn ví dụ như cái từ này a ơ vô mà đứng sau một nguyên âm như thế này, à vô vô đây thì người ta lại tăng nhồ nhồ, đọc như chữ nhờ nhồ à, nhớ nha, cái đó là cách phát âm số 6 đấy, cô quên rồi này, cô quên nói cho các bạn, để em tiếp nữa còn thời gian cô nói thêm nha. Đó, người ta đọc như cùn nhồ chứ phải cùn nồ nha. Tại vì cái này đây vô và cũng không phải là cùn vô luôn nữa, mà là đây, cái này liếu qua đây giống như chữ nhờ. Tại vì âm Hàn Quốc nó không có chữ nhờ, nhưng mà đôi khi người ta đọc mình lại nghe nó thông thoáng nó chữ nhờ đâu đấy. À, tại vì đây những cái biến âm, những cái ghép âm cho nên nó mới thành như thế. Còn Trang Vân nói người ta không lịch sự, người ta nói hàng ngày hoặc là gì đây, nói thân thiện người ta cù nà. À, cù nà luôn cho nó ngắn gọn. Rồi bây giờ tương lai, động từ tính từ thời tương lai mì ra hoặc là chu trước, tại vì cô nói hiện tại nó chia khác nhau cho nên là cô ghi hai thằng này nó đi chung, ghi trước mì ra và gì đây chu trước, phỏng đoán tương lai hoặc là gì đây, cái chu trước là phỏng đoán dự đoán, còn mì ra là tương lai. Thì ở đây nó đi với ưng rưng và cộng với cơ của nhỏ hoặc là quần nạ, hoặc là gì đây, nó đi với kép và cộng với quần nhỏ. Trong văn nói thân thiện thì nó chỉ về quần nạ. Còn bây giờ hiện tại thì tính từ động từ chia như nhau cho nên tách riêng ra nha. Hiện tại thì là tính từ, chỉ việc bỏ tà đi và đi với cùn nhồ. Hoặc là rút gọn là cùn nà. Nhưng động từ thì đi với nhưng. Động từ thì hiện tại thì có bắt chim hay không bắt chim gì cũng đi với nưng và cộng với cùn nhồ. Nó phải có nưng vào nữa nhé, cho nên nó khác nhau ở điểm này, cho nên cô phải ghi tắt ra. Còn hiện tại và tương lai ở nhầm nhá, quá khứ và tương lai như nhau, chỉ có hiện tại là khác nhau. Và danh từ cũng như thế, danh từ khoa cơ ở thì quá khứ thì nếu mà có bắt chim các bạn đi với y ấp và cộng với cùn nhồn, à gút gọn thành cù nà, không thì các bạn đi với dứt và cộng với cùn nhồn.
Còn hiện tại các bạn đi với y và cộng với cunho hoặc là cunna. Cô quy y như thế này là đóng mặt bằng hoặc là từ nãy tới giờ là biết rồi đó ha. Có bắt chim tiếng gì, có bắt chim tiếng gì ha. Rồi các bạn ghi xong rồi thì cô sẽ đọc lý thuyết nha. Ơi không, tính từ chỉ việc bỏ tà đi và đi với cùng nhọn thôi à, còn động từ chỉ việc đi với gì đây, đi với bỏ tà đi với nâng cùng nhọn thôi. Ở đây không có a ơ, nếu mà quy a ơ thì phải chia a ơ, nhưng mà cấu trúc này không có a ơ ha. Ở trên đây mới a ơ nè à, quá khứ mới chị bà ơi. Rồi bây giờ cô đọc ha, cô đọc lý thuyết ha. Ở đây cũng là gì vậy? Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc thắc mắc khi người nói trực tiếp chứng kiến. Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc thắc mắc khi người nói trực tiếp chứng kiến. Khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm. Khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm. Khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm. Nghe thấy từ ai đó. Chứng kiến, trải nghiệm, nghe thấy từ ai đó. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là thì ra. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là thì ra chấm 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 thế cơ à. Thì ra thế à, thì ra còn chấm 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 nè cô nhỉ, thì ra chấm 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 thế cơ à. Thì ra chấm 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 vậy à. À thì ra thế cơ à, thì ra vậy à, thì ra là thật đấy. Hình ảnh này rồi là cảm thán trước một sự việc gì đó. Thế quá lắm đấy, cái này đẹp quá, cái này đẹp thế, cái này đẹp lắm. Hai cái đều nghĩa khác nhau. Khi các bạn sử dụng, nếu mà không sử dụng hợp lý thì cái câu nói gì đây, biểu cảm không đúng chỗ. Thứ nhất là gì đây, đối với này rồi là như cô nói hồi nãy, cảm thán trước một việc gì đó mà mình nó mới mẻ. Mình nhìn thấy, à cái này đẹp quá, đẹp thế, đẹp lắm. Nhưng đối với cái quần nhồ này là có nghĩa đàng hoàng, có nghĩa khác nhau mà. Thì ra là cái sự việc xảy ra thế cơ ạ. Trong lý thuyết cô có ghi đó là gì đây,
mình cảm thán trước một sự việc mà mình nghe thấy từ ai đó, mình trực tiếp chứng kiến từ ai đó, rồi mình mới à thì ra là thế cơ. Ví dụ như cô hỏi các bạn hôm nay, ví dụ như hôm nay Ngọc không tham gia vào buổi học hôm nay, cô hỏi à Ngọc ơi sao hôm nay cô em không đi học, hoặc là không tham gia vào buổi học, không học bài, thì là gì đây? Ngọc mới bảo là cô ơi hôm qua em bị cảm. Ví dụ như thế thì cô mới nói à thì ra là bị cảm nên không đi học này đấy chắc đó. Thì là gì đây? Trước cô gì đây, trước nghe một cái sự việc gì từ bạn khác thì cô mới nói à thì ra là thế à, thì ra là em bị cảm cô không biết đó, chẳng hạn. Thì bây giờ cô nói là gì đây, à thì ra là đã bị cảm à, cảm kia cờ rất quần à, hoặc là cờ rất quần nhổ à, thì ra là bị cảm nên lại không học được đấy chẳng hạn. À, theo đây cô có, nếu như nói cả hai câu luôn thì bây giờ cô nói ngắn gọn chứ, à thì ra là bị cảm thôi. Thì ở đây cô nói là à thì ra là em đã bị cảm mà, cam kỳ e cờ đó, đã thì chia về quá khứ thôi, cam kỳ e cờ đi tà động từ tính từ quá khứ chia như nhau thì chia về khu, chia về cờ rất và đi với gì đây, a tết nhất đi với cùng nhau, cam kỳ e cờ rất cùng nhau, nếu mà lịch sự, còn không cô cù nà luôn cho nó dễ. À, thân thiện. Còn nếu như cô muốn cô dạy à vì bị cảm nên là không tham gia vào hôm qua, đã không tham gia vào lớp học à, thì ra là bị cảm nên hôm qua không tham gia vào lớp học à, thì bây giờ cô nói cô dạy luôn, vì bị cảm cam kie cờ rơ sơ hoặc là cờ rơ sư nì ca, nếu muốn dùng nì ca thì có thể chia về quá khứ. À, ở đằng trước cờ đã xin nghỉ ca cho nên là gì đây, công bu nên không thể học này, công bu mục thép quần à hoặc là quần nhỏ à, vì thì ra là vì bị cảm nên hôm qua em đã không thể học à đấy. Cô chưa biết lý do, cô hỏi nhưng mà gì đây, vì bạn ấy cho cô biết lý do, vì nghe thấy từ đâu đó một vấn đề nào đó nên cô mới cảm thán thôi. Còn là gì đây, đề vô là mình nhìn thấy luôn một sự vật gì đó, cảm thán luôn à, đẹp quá đẹp đấy thì cô nói đấy, cảm thán luôn. Nhưng đối với gì đây, quần nào quần nhồi này là một sự việc gì đó mình đã nghe thấy một trải nghiệm, hoặc là mình không biết nghe thấy từ ai đó, thì nó có nghĩa là thì ra là thế cơ à, thì ra là vậy à, thật đấy. Chứ không phải là tự nhiên cái sự việc nào chưa xảy ra mình chưa biết gì hết mình biểu cảm luôn, thì đó là sử dụng neo thì nó hợp lý. Nhưng ở đây phải có một tình huống nào đó, phải có nghe thấy từ ai đâu đó à, mình mới biểu cảm thì ra là, chứ tự nhiên mình nhìn thấy cái đó đẹp à thì ra là cái này đẹp quá, đó đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Cảm thán không đúng chọn. Đó, tiếp theo đây là gì đây, quần nào của nhau thì ra là đối với động từ thì quá khứ, đây là thì quá khứ, tính từ cũng thế. À, bây giờ muốn chia tính từ quá khứ chia về tính từ, ví dụ như không phải bị cảm mà là cô ơi hôm qua em bận quá em không gì đây, không tham gia được, thì cô bận là gì, tập bư tập à, thì ở đây à thì cô mới biểu cảm là, à thì qua hôm qua là em bận này, bận cho nên là không tham gia được này, à ơ chê bà bắt của nà đấy, chỉ là quá khứ thì quá khứ thôi, hoặc là của nhô lúc bận là của nà. Còn nếu như muốn nói câu dài đây thì là gì đấy, muốn gì như thế, ơ chê bà bắt sư nị ca công mua một thách của nà đó đó, chỉ là cô dài còn không à, cô biểu cảm luôn à thì hôm qua là thì ra là em bận đấy, mình biết rồi mình à thế thôi, thì đó là bận nên là không tham gia vào gì đây lớp học. Bập bát của nà cửa đê sơ công bu một thách của nà cũng được đấy, chia vào hai câu của nà biểu cảm vẫn ok, đó là quá khứ động từ tính từ. Bây giờ gì đây, muốn chia về hiện tại thì chia về hiện tại, động từ tính từ chia về hiện tại, nhưng mà động từ tính từ hiện tại thì đã khác nhau một chút xíu.
Rồi bây giờ muốn chia về hiện tại thì là gì đây? Bây giờ mình có phi con ha tà. Ví dụ như là bây giờ hôm nay hay là lúc nãy hay là gì đây, mình muốn nói về hiện tại, mình không nói quá khứ thì mình có him tin tà. Ví dụ như là hôm nay sao các bạn không đi làm hoặc là khi nào đó. Hoặc là gì đây, hôm nay nhìn sắc mặt các bạn như thế nào đấy thì các bạn mới trả lời với cô là ồ hôm nay em mệt quá. Him từ rồi à. Cho nên là gì đây, him tư rờ so, cho nên là gì đây, cho nên là không thể đi làm được, hoặc là him tư rờ so, cho nên là không thể ngủ được. Nổ mua him tư rờ so, chạm ơn một chai thì cô mới bảo là thì ra là mệt mỏi này cho nên là không ngủ được chẳng hạn. Cô nghe từ các bạn nói, nghe từ người khác thì cô mới cảm thì ra là nguyên nhân như thế, thì ra là cái lý do như thế, cho nên là đây 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 như thế nào đó, biểu cảm đây đây. Chẳng hạn như là bà cô sơ vì con hết hết cô nào, hoặc là gì đây, thì ra là mệt cho nên là không ngủ được này chắc hạn. Ví dụ như cô nhìn sắc mặt các bạn, ủa tại sao nhìn sắc mặt các bạn giống như là mệt mỏi hay như thế nào đó, em không ngủ được vì em mệt mỏi chẳng hạn, thì cô mới bảo là thì ra là mệt mỏi nên không ngủ được này. Hiện tại là sao? Hiện tại là sao? Cho nên là gì đây? Cảm ơn một cha của nà. Động từ. Ở đây một cha nưng nà, hoặc là quần quần nhỏ, tại vì động từ thì hiện tại mình cho nâng vào em sẽ ra sao chẳng mừng một cha nâng quần hoặc là quần nhỏ. Đó, bây giờ là gì đây? Đó có hiện tại thì mình động từ mình thêm nưng. Nhưng mà gì đây? Tính từ. Tính từ thì các bạn chỉ việc bỏ tà đi rồi cùn nhò thôi. Ví dụ như là bộ phim này thì ra rất là hay này. Ví dụ như mình không biết bộ phim này hay. Mình không biết bộ phim này hay. Nghe người khác bảo bạn hãy xem bộ phim này đi, nó hay lắm. Thì ra là bộ phim này hay tôi không biết chẳng hạn. Thì ra là bộ phim này hay Chami y dọn hoa ca Chami ít ta ít ta gì việc bỏ ta đi Chami ít cuna hoặc là xem ít cuna. Đó, nhớ cái lý thuyết diễn tả sự ngạc nhiên cảm thán trước một sự việc gì đó, mà gì đây, trước một sự việc đó mà mình nghe thấy từ người khác, mình trải nghiệm qua rồi thì mình mới biểu cảm thì ra là như thế. Cho hai cách biểu cảm này, neo và cồn nhồ sử dụng cho hợp lý ha. Rồi bây giờ là gì đây, tới danh từ. Bây giờ cô vô chỗ này thôi, ghi cho danh từ thì cũng thế thôi. Ví dụ như cô không biết anh kia là giám đốc. Thường thường mình nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ hay là gì đây, đi xe đi mặc bộ đồ không đàng hoàng, hoặc là mặc bộ đồ khác không thấy đẹp ấy chẳng hạn, hoặc là gì đây, mình thấy đi xe cũng xe cũ hoặc là xe nào đó, mình không biết giám đốc, mình cũng không nghĩ là giám đốc, hoặc là mình cũng không biết trong công ty, ngoài cái sự việc đó ra mình không biết trong công ty này ai là giám đốc cả, mình đâu có nghĩ anh đấy là giám đốc. Nhưng mà khi nghe một người bạn đó nói cái anh đang đứng đó là anh là giám đốc đó, thì ra anh đấy là giám đốc mình mới ngạc nhiên, mình mới biểu cảm thì ra là anh đó là giám đốc thế cả, và gì là giám đốc thì ở đây cô có y bùa nương xá trang đi mi của nà. Hoặc là y quần nhỏ, thì ra anh này là giám đốc mình đâu có biết đâu chẳng hạn. Ví dụ như là gọi một cái trường hợp nữa quá khứ, ai đó nói là, hoặc là mình nghe thấy từ đâu đó là lúc trước
cái bạn này là gì đây, bác sĩ khoa nhi nè chẳng hạn, đã là bác sĩ khoa nhi này mình nghe nói à thì ra nấy là bác sĩ khoa nhi à, mình đâu biết, thì ra là mới cảm thán, nghe đâu nó mình mới ngạc nhiên, mình cảm thán với một sự việc gì đó, ô mình đâu có tưởng là đó là gì đây, là bác sĩ đâu, đâu có nghĩ là lúc trước anh đó là bác sĩ, thì mình mới cảm thán, mình mới ngạc nhiên là gì đây, cô gọi là bác sĩ khoa nhi, cô gọi là gì đây, so a khoa là bác sĩ khoa nhi đấy, so a khoa ơi sa song sen nim, song sen nim yết của nhà bôi chỗ này ha. Hoặc là lịch sử thì quần nho, còn không chỗ này là gì đây, quần à đó, có chứ thì yết quần à thôi, so a khoa ơi sa song sen nim yết quần à, thì ra lúc trước anh đó là gì đây, đã là gì đây, à, bác sĩ khoa nhi à. Đấy, mình mới ngạc nhiên nghe nói hoặc là trải nghiệm một cái việc gì đâu đó mới cảm thán ngạc nhiên lên, à, ví dụ như là tôi thấy các bạn là à, anh ấy giàu lắm, anh ấy tới 3 chiếc xe 2 chiếc xe đó, cô mới tôi mới cảm thán ồ thì ra anh đã giàu thế cơ à, thì ra là anh ấy giàu thế cơ, hoặc là thì ra anh ấy là nhiều tiền thế cơ à, nghe cái mỗi sự việc nào đó mình mới cảm thán và ngạc nhiên. Đó, nghe xong rồi mình biết rồi, cái sự việc mình chưa biết cho nên mình nghe nói từ ai đó hoặc là tám chuyện từ ai đó mình mới à thì ra là tôi đâu có biết đâu chẳng hạn. Còn cái Neo là các bạn cảm thán của các bạn luôn, không có nghe thấy từ ai đó hết, mình nhìn thấy cái đẹp ưu đẹp quá, nhìn cái này hay hay quá, nhìn cái này ngon ngon quá đó, chứ không phải là cảm thán từ cái sự việc nghe thấy nha. Chẳng hạn như cái này ngon quá à, mà xích quần à, đâu có ai nói gì đâu mà xích quần à đúng không, à chẳng những người ta nói theo một đất phương, người ta nói à cái món này ngon lắm ăn thử đi hoặc là như thế nào đó thì mới à thì ra là mã xích cùn à ngon quá, chứ tự nhiên là nhìn cái món này ngon à mã xích cùn à đấy, đâu có ai nói gì đâu mã xích cùn à, phải là mã xích nèo đó, cho nên là gì đây, phải từ một cái tác động như đó, phải ở cùn à cùn nhồ này nó có hai nghĩa khác nhau, cho nên cô muốn cho các bạn là gì đây hiểu rõ hơn cô mới giải thích rồi, còn không nó có nghĩa gì đây, khác nhau bình thường hồi nãy là lắm thế quá đấy, biểu cảm luôn, còn cái này là thì ra là đó chấm hai nghĩa khác nhau, nhưng mà cô vì là sợ là các bạn ở sao biểu cảm quần nào của nhau không biết sử dụng nào lộn xộn, không có nào lộn xộn hết các bạn, nghĩa nào nó cũng khác nhau hết mà, nó có nghĩa khác nhau hết rồi, cho nên là gì đây biểu cảm cái này thì đây những trong những trường hợp này thì dùng cái này, biểu cảm neo thì là gì đây, trong những trường hợp mà mình ngạc nhiên trước một sự vật nào đó hoàn toàn mới trước mắt của mình nói luôn à, không có gì đây nghe thấy từ ai đó, không có sự tác động từ ai đó, không có gì đây sự diễn tả từ ai đó à, thì không dùng quần áo của nhau để tránh những trường hợp như biểu cảm sai hoàn cảnh nha. Rồi bây giờ để tổng hợp từ những đuôi câu này, cô cho các bạn vài câu luyện từ đây tới cuối cuối giờ nha. ABAB cũng là ABAB, cái nào biểu cảm neo thì cho neo, cái nào thì ra là thì cho quần nhò vào nha, cái nào mà hỏi đúng không phải không thì là chỉ yếu hoặc là cho. Bây giờ câu thứ nhất của Kana các bạn ghi cho cô, từ câu thứ nhất đến câu 1, 2, 3, 4, 5 ghi về sau. Bây giờ câu thứ nhất, bạn Minh Chê lần này lại đổi chiếc xe đắt tiền, lần này lại đã đổi chiếc xe đắt tiền, bạn Minh Chê lần này lại đã đổi chiếc xe đắt tiền, hoặc là đổi ví dụ như cái bạn đấy, bạn đổi xe rồi nhưng mà dài hôm nữa thấy bạn đổi thêm chiếc xe nữa, chiếc xe đắt tiền nữa đó à, bạn Minh Chê lần này lại đổi chiếc xe đắt tiền, lại đã đổi chiếc xe đắt tiền, bạn kia mới trả lời vậy à, bạn Minh Chê tiền nhiều thế cơ à,
Vậy à? Thì ra là bạn Minh chê tiền nhiều thế cơ à? Vậy à? Thì ra là bạn Minh chê tiền nhiều thế cơ à? Chê tiền nhiều thế cơ à? Rồi, câu tiếp theo, câu số 2. Hôm nay thời tiết lạnh lắm đúng không? Hôm nay thời tiết lạnh lắm đúng không? Hôm nay thời tiết lạnh lắm đúng không? Bạn kia mới bảo: vâng, lạnh quá, lạnh lắm. Hoặc là lạnh gì đó. Đó, biểu cảm như thế nào? Vâng, lạnh lắm. Vâng, lạnh lắm. Rồi, câu tiếp theo. Hôm nay vì tắc đường nên tôi đã đến trễ 5 phút. Hôm nay vì tắc đường nên tôi đã đến trễ 5 phút. Hôm nay vì tắc đường nên tôi đã đến trễ 5 phút. Bạn kia mới bảo: vậy à? Vì là cuối tuần nên thì ra đường bị tắc này. Vì là cuối tuần nên thì ra đường bị tắc này. Vì là cuối tuần nên thì ra đường bị tắc này. À, vì là thứ hai nhé, cô nhầm nhé. Vì là thứ hai nên thì ra đường bị tắc này. Vì là thứ hai nên thì ra đường bị tắc này. Rồi, tiếp theo. Hôm qua bạn cùng bạn trai đi đã xem phim đúng không? Hôm qua bạn cùng bạn trai đã xem phim đúng không? Hôm qua bạn đi xem phim cùng bạn trai đúng không ấy? Hôm qua bạn cùng bạn trai đi xem phim đúng không?
Không. Hôm qua. Tôi đi xem cùng người quen. Hôm qua tôi xem phim cùng người quen. Hôm qua. Không, hôm qua tôi đi xem phim cùng người quen. Tôi xem phim cùng người quen nhé. Không, hôm qua tôi xem phim cùng người quen. Không, hôm qua tôi xem phim cùng người quen. Rồi tiếp theo. Hôm nay bạn sẽ tan ca sớm đúng không? Hôm nay bạn sẽ tan ca sớm đúng không? Bạn sẽ tan ca sớm đúng không? Bạn khi trả lời. Vâng. Vào 4 giờ chiều tôi sẽ tan ca. Tan ca đấy là thuê kinh đấy. Vâng, vào 4 giờ chiều tôi sẽ tan ca. Vâng, vào 4 giờ chiều sẽ tan ca. Vâng, vào 4 giờ chiều tôi sẽ tan ca. Rồi. Tiếp theo. Gia đình bạn có nhiều người quá này. Gia đình bạn có nhiều người quá này. Bạn kia mới bảo, vâng, tôi có hai chị gái và hai anh trai. Vâng, tôi có hai chị gái và hai anh trai. Câu tiếp theo. Chồng của bạn cao thế. Bạn kia mới bảo, vâng, chồng tôi cao 1m87. Vâng, chồng tôi cao 1m87. Rồi, câu tiếp theo. Mới đây mà đã là mùa hè rồi này. Mới đây mà đã là mùa hè rồi này. Mới đây mà đã là mùa hè rồi này. Mới đây mà đã là mùa hè rồi này. Bạn kia mới trả lời. Vâng, thời gian cho nhanh quá.
Vâng, thời gian cho nhanh quá.